ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Oda xin kính chào quý khách. Thực tế hiện nay, thị trường keo nóng chảy đang phát triển rất nhanh chóng. Nhu cầu sử dụng các loại keo của khách hàng cũng rất cao. Chính vì vậy, lựa chọn làm nhà sản xuất và phân phối các loại keo nóng chảy chất lượng là một lựa chọn rất thông minh và sáng suốt để bạn có thể phát triển được sự nghiệp và kinh tế của mình một cách tốt nhất. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Oda chuyên sản xuất và phân phối keo nóng chảy công nghiệp HMA. Các sản phẩm của chúng tôi chủ yếu là keo que nóng chảy, keo hạt nóng chảy, keo khối nóng chảy, ứng dụng cho nhiều ngành nghề như ngành chế biến gỗ, đóng gói bao bì, in ấn tem, dán nhãn chai lọ, ngành nệm, vật liệu xây dựng, linh kiện điện tử, lắp ráp phụ kiện ô tô. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Oda không chỉ mang đến cho quý khách hàng sản phẩm chất lượng, giá cả hợp lý mà còn cả dịch vụ tốt. Mục tiêu bán hàng của chúng tôi không chỉ ở Việt Nam mà còn muốn mở rộng sang các nước trong khu vực Đông Nam Á, Châu Á và các nước Nam Mỹ. Với hơn 6 năm kinh nghiệm phục vụ, cung cấp sản phẩm keo nóng chảy, giá trị chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, công ty có thể thỏa mãn yêu cầu kỹ thuật của các loại khách hàng trên toàn cầu, là nhà cung ứng chỉ định của nhiều nhà máy quốc tế. Công ty chúng tôi không chỉ là đơn vị cung cấp keo chất lượng và có uy tín trên thị trường hiện nay, mà còn là nhà cung cấp các sản phẩm keo nóng chảy giá cạnh tranh nhất thị trường. Với hệ thống mạng lưới các nhà phân phối rộng khắp nhiều tỉnh thành trong cả nước, nên chúng tôi còn phát triển cả dịch vụ giao hàng tận nơi cho các nhà phân phối của công ty. Với chiết khấu cao, giá thành rẻ, chúng tôi đảm bảo cho lợi nhuận của các bạn. Mọi nhu cầu, liên hệ hotline 0936020693, địa chỉ xưởng số 06, lô số 08, 10, 12, đường số 3, khu công nghiệp Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.